quán bún chả này cháu quay được không cô, ăn có ngon không? Đấy thì của nhà mình ba hai chỗ quà ngon rồi từ chưa ra mẹ cái anh thì có chả này ngon. À, mẹ của chú Trung à? Ừ, con thật đi. Vâng. Bây giờ thì con trai bán là được biết. Vâng. Cô ăn nhiều chưa? Cô ăn đấy chưa? Có, buổi trưa này là cái người của cơm ai ra ăn. À thế ăn nhiều chứ đừng một suất. Thì bây giờ có con dâu rồi thì phải đủ cơm ở nhà. À. Chưa, chưa, chưa có con dâu thì hai mẹ con rủ nhau ra ăn. Vâng. Nói thật là như thế. Vâng. Bây giờ có con dâu có cháu nội rồi thì phải đi nước ở nhà đi. Vâng. Cứ đi ăn quà thì tiền đâu. Thế quán này bây giờ còn đông khách không, có cơm đều không? Vâng, còn nhà mình chung vẫn còn nhà anh này thì đông đều nhỉ. Cũng nổi tiếng lắm. Cứ làm ngon, nước hoa ngon, thịt nướng ngon là đã hàng cái người nọ mắt như kia là đã hàng. Còn buổi chiều á, còn là bún bung, còn là ông con trai nó bảo bún bung nữa cơ. Bán ở đâu, bên cạnh? Bún bên cạnh đấy. À, con trai bán ngay bên cạnh luôn. Ông con trai hoặc con gái bán bún bung bên cạnh đấy. Vâng. Nhà nhiều con trai mà. Chào xin. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Hà Nội Food. Lâu lắm rồi mình không ra, mình ngồi cốc trà đá và giới thiệu cho các bạn về những cái quán ăn. Đó là cái đặc trưng kênh của mình và cái thời điểm mà mình mới giới thiệu kênh cho các bạn ấy, mới mở kênh ấy. Lâu lâu mình không uống trà đá trước bởi vì uống trà đá trước khi ăn thì nó cũng hơi sót ruột ấy. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn nó rất là truyền thống, rất là đặc trưng và cũng rất là nổi tiếng ở Hà Nội, đấy là chính là món bún chả các bạn ạ. Và cái quán ăn thì nó gọi là vô cùng là đặc trưng ở Hà Nội với cái thâm niên tuổi đời nó rất là lâu rồi mà cũng rất là nổi tiếng nữa. Đáng nhẽ cái quán này thì mình cũng quay cho các bạn từ lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới có dịp để mà mình quay lại đây mình chia sẻ cho các bạn. Về hương vị của món ăn thì chắc chắn là rất là đáng để giới thiệu cho các bạn rồi. Còn giá thành thì có thể là đôi khi có bạn thì sẽ nói là nó cũng hơi cao một tí, hay có những người thì ăn quen rồi người ta bảo là nó cũng bình thường. Chỗ này mình và các bạn thì đang ngồi ở chỗ phố Bạch Mai. Phố Bạch Mai thì về ban ngày các bạn đi các bạn sẽ thấy là nó cũng rất là ít hàng ăn thôi, ít hàng ăn mà chủ yếu là nó sẽ sầm uất và nhiều hàng ăn hơn vào buổi tối. Có thể mình nghĩ là do một phần là cái đặc trưng của cái đường Bạch Mai này, chỗ để xe nó rất là chật hẹp. Nếu mà đi ô tô mà ngồi ăn rất là khó, thậm chí là có những quán ăn bạn đến đấy người ta cũng phải xin lỗi bạn bởi vì không có chỗ để ô tô đâu. Thế nên là đây nó thích hợp hơn dành cho những bạn mà đi xe máy hay đi xe đạp hay đi bộ. Đấy, mình cũng rất là nhiều lần mình muốn ăn một vài quán ở trên phố Bạch Mai này rồi nhưng mà đi ô tô không thể đỗ được. Đấy, đường Bạch Mai nó chật các bạn ạ. Trông này nhưng mà bởi vì không chật hơn các cái đường khác là bao nhiêu nhưng mà cái lưu lượng giao thông thì rất là lớn. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau khám phá cái quán bún chả mà nó rất là lâu năm rồi. Mình nghe nói là từ năm 1946 thì đến nay là bao nhiêu năm nhỉ? 46 là 60, 70, hơn 70 năm. Hơn 70 năm. 46 này mà năm nay 24 này. 78 năm các bạn ạ, thì nó quá lâu đời rồi đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không phải là nó liên tục trong cái khoảng thời gian đấy đâu, mà có thể là nó sẽ ngắt quãng như thế nào đấy. Bởi vì là mình quay rất là nhiều quán ở Hà Nội rồi, mình thấy là những cái năm người ta mở sau đấy là do chiến tranh nọ kia, rồi là ly tán nọ kia, thì người ta cũng phải dừng một khoảng thời gian nào đấy, sau đấy thì nối lại nghề của ông bà. Mình nghĩ là cũng không thể nào mà liên tục được trong khoảng thời gian đấy, bởi vì còn chiến tranh loạn lạc các thứ đúng không các bạn? Đấy, bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình để trải nghiệm cái quán ăn này các bạn nhé. Bạn nào mà đi nhiều trên đường Bạch Mai thì các bạn thấy là gần như đường Bạch Mai này buổi trưa này không có quán ăn mấy luôn. Đặc biệt là từ cái đoạn mà mình đi ở đây các bạn ạ, cho đến ra đường Trần Cát Chân đầu kia là không có mấy đâu. Nó chỉ tập trung ở cái chỗ phố Hồng Mai ấy, cái đoạn mà giao với cả cái đường Minh Khai ấy, thì chỗ đấy là cũng nhiều quán ăn, quán nướng rồi là quán bún. Quán bún chả que tre mà mình giới thiệu cho các bạn thì đây, ở địa chỉ là 299 phố Bạch Mai các bạn nhé. Đi lùi lên kia khoảng tầm 300m thì là phố Thanh Nhàn. Đối diện bên này thì là Lê Thanh Nghị này. Lê Thanh Nghị là một khu là chuyên về máy tính, máy móc. Bạn nào mà muốn sửa chữa máy tính, máy móc thì ra đấy. Đây, quán bún chả thì chú chủ quán đứng ở trong này. Tí nữa thì mình mời các bạn quay trở lại khoảng 2-3 tiếng trước để cùng xem cái hoạt động của một ngày của quán bún chả ở đây là như thế nào. Bây giờ mở cửa thì là 9:30 cho đến 15:00. Quán chỉ bán buổi trưa thôi, không bán tối các bạn ạ. Bún chả que tre Bình Trung. Được cái quán ở đây thì lại rất là chật các bạn nhé. Bề ngang có khi chỉ hơn 2m thôi.
đây là đặc trưng của phố cổ. Chủ quán thì có nói là đây là do là ngày xưa là một cái mảnh đất to ấy, nhưng mà ông bà chia lại cho các cô các chú như thế nào đấy. Cái ngõ này ngày xưa cũng thuộc là mảnh đất này, của đất nhà này, nhưng mà bây giờ phải làm ngõ để cho vào những cái hộ bên trong nữa. Đất nó chật như này các bạn ạ. Nhưng mà để mà mua được miếng đất này là cả đời phấn đấu chưa chắc là mua được đâu các bạn nhé. Cực kỳ là đắt đỏ luôn. Khách khứa hòm hòm chưa chú Trung? Cháu xin phép cháu đeo cho chú cái mic nhá. À, hôm nay là khách đến muộn hơn một chút hả chú? Hôm nay khách có vẻ đến muộn hơn. Vâng. Mọi khi là khách đến rồi đấy. Dạ. Bây giờ 11 rưỡi khách đến rồi đấy. Cháu vừa nói với cả các bạn khán giả của cháu là quán nhà chú hơi chật một tí. Khách vào trong gọi món rồi là lên trên gác. Lên trên gác thôi đúng không? Chứ ở đây thì chật quá. Ở đây thì hơi chật. Chú dành toàn bộ cái không gian ở dưới này để cho cái hoạt động. Để chú bán hàng và sắp hàng cho khách mang về. Đúng rồi ạ. Đấy. Đây còn chú Trung thì chú ngồi quen thuộc đây đúng không? Đúng rồi. Chú ngồi đây chú có thấy nóng không? Chú cũng thấy nóng, nhưng mà cái lúc mà khách đông người mải làm đam mê đâm ra là nó vượt qua được hết, nó quên không thấy nóng gì cả. Vâng. Cứ làm sao một suất bún chả ra ngon nhất có thể cho khách là bằng lòng. Cái miếng chả băm này của chú nhìn màu sắc nó cũng hấp đấy. Dẫn ghê. Màu nó vàng như cánh gián. Vâng. Rất là đẹp. Mình quá trình mình quạt, mình không để cho nó oi khói. Của chú là được rồi đấy. Của chú là được rồi đấy. Chú cho vào trong son. Hai lần thưởng bát giới mang về không? Hai lần thưởng bát giới ok. Miếng mỡ. Miếng mỡ, có miếng mỡ. Yeah, cháu thấy quán nhà mình mà từ năm 1946 thì lâu quá rồi chú nhỉ? Lâu 70 rồi. 70 mấy năm rồi còn gì nữa nhỉ? Đúng rồi. Chú là ba đời. Ba đời à? Ba đời. Ba đời là đến đời con chú đúng không? Đến đời con chú. À có khách, có khách vào. Cháu vào trong gọi món thì lên gác. Hơi chật một chút nhưng mà cháu ăn thì lo, cháu co thì ấm hơn. Nay phải tổ chức công việc nó phải hết sức là gọn gàng đấy. Hết sức gọn gàng, khoa học. Đây là hai đầy đủ hả con? Hai lẫn thường thôi. Hai lẫn thường. Cái bát nước là chú lại dùng cái bát chết yêu này. Đấy, bát yêu đấy. Vâng. Bát này nhìn rất là hay luôn. Đấy, sâu lắm. 2342 à? Đây là chuẩn bị cho đơn hàng đây hả chú? Đấy, đơn hàng hai suất, đây là hai suất mang về. Vâng. Ăn lẫn thường. Số này là mấy đồng đấy hả chú? Chỗ này là hai suất, mỗi suất 60.000 đấy. Vâng. Xong rồi con ơi. Chú đây chú có cái túi này nhìn rất là sạch sẽ. Đấy, có cả logo chú cũng cho trên này luôn đấy. Lại còn có cả kẹo cao su tặng kèm luôn à? Vâng. Mỗi người một cái em. Đây là chỉ là mua ship thôi, mình có thôi hay là ăn tại đây cũng có? Ăn tại đây thì sẽ có một cái lọ ở đây. Ăn xong rồi em xuống trải nghiệm. Em ơi, cho chị một lẫn sơn sông, chị ăn gì? Ăn ngon. Cái gì? Bánh tôm ạ. Cho ba bánh tôm, ba bánh đĩa là ba cái đúng không? À bên em bán theo cái, mình muốn gọi mấy cái thì đều được. Cho chị hai cái bánh tôm. Hai bánh tôm ạ. Hai bánh tôm, hai lẫn sơn sông. Hai lẫn sơn sông ạ. Một suất to, một suất nhỏ. Tạm vâng ạ. Nem gì ạ? Một nem. Mình cũng thấy đồ uống gì không ạ? Trà đá. Cho em gửi số bàn ăn với ạ. Ăn chanh leo không? Uống chanh leo không? Hay một trà đá? Thế là một trà đá, một chanh leo nhá. Đây là bánh tôm này em? Hình như anh nhìn bên trên cùng nó là khoai ra đúng không? Khoai lang đấy. Khoai lang. Hay. 14 đây là nem này. Hai suất của bao nhiêu đấy chị ơi? Hai suất của 15. Hai suất này trả 15 bánh tôm, nem 14. Có nhiều thế này anh. Chào chào các cô nhá. Các cô đang làm trả viên đấy ạ? Đang làm trả viên. Vâng, ui rồi, chỗ này các cô ngồi này có bị chật không ạ? Không, chả chật. Thế ạ, ngồi quen rồi đúng không cô? Ngồi quen. Đây mình mới làm được tương này đấy ạ cô? Đấy, mới làm được. Ở đây một ngày mình nặn có nhiều không ạ cô? Là mấy chục vị. Mấy chục vị này ạ? Vâng, chắc chỗ này là mình mới chỉ làm cái mẻ đầu thôi đúng không cô? Mới làm mẻ đầu. Vâng. Đây, viên chả cô làm to nhỉ.
to mà đây làm to. Vâng. Sạch sẽ. Vâng. Tròn xoe luôn này. Bên này là quay tre đây đúng không cô? Quay tre để tí nữa là mình sẽ làm quen nướng. Vâng, làm quen nướng. Cũng phải nướng. Cô làm chả băm quân lá xương sông và que. Vâng. Tan thôi, để xương sông này. À, ở đây là cháu nhìn là có cả hành tây này đúng không? Không, không, hành mầm này đấy. Hành hành hoa. À, hành khô, hành khô. Hành hoa. Đúng rồi. Khô, hành khô mới hành hoa. Ừ, đúng mùi, cái mùi hành có người thấy luôn á. Hai cô nặn như này đến bao lâu thì xong hả cô? Tầm cả làm mọi thứ nữa, có bữa 1 giờ, có bữa 2 giờ. Ồ. Làm đến chiều làm luôn đến xong giờ, các em nó thôi không gì. Có hôm nhiều khách thì làm đến 2 giờ, có hôm thì 12 giờ, có hôm 1 giờ. À, phụ thuộc khách. Nếu mà như thế là mình sẽ làm liên tục theo khách ăn đúng không cô? Ừ. Thế mình cứ hết đến đâu thì đến 3 giờ nhà nghỉ thì thôi. Vâng. Nhà 3 giờ là đóng cửa. Dạ vâng ạ, là bán từ trưa đến 3 giờ đây đúng không? 9:30 bắt đầu là bán. Đến à, 9:30 là vâng, cháu thấy là nhà mình có vẻ là cho khá là nhiều hành cho này. Cái hành và muối tinh. À, vâng. Ăn gì? Có 3 loại chả. Chả miếng, chả băm, chả chân sông nữa em ạ. Em có 3 loại chả chân sông, cô có cái chả chân sông. À, có chứ. Thế tí nữa cô mới làm chả chân sông đúng không? Ừ. Vâng, Bích. Cô làm luôn đây. Đây là lá xương sông. Lá xương sông. Vâng. Này, cái lá này là cô phải chọn cái lá to này nè. Nhìn lá khá là to đấy. Lá đều lá. Vâng. Cái lá nào to thì các cô phải cắt bớt đi cho nó đều nhau mà. Cháu tưởng là nếu mà to thì mình cứ gập vào, đến lúc mà nướng lên là nó cứ ôm hết vào trong. Gập vào cũng được. Gập vào cũng được, mà cắt đi thì nó làm nó nhanh hơn. Nhìn lá nó đều nhau nhỉ cô nhỉ? Đó, lá nào tròn mảnh vặn thì nó thích thịt. Chọn phải đều lá. Vâng. Đây là lá chuối à cô? Đây chuối. Này cái này phải đúng là phải buộc lá chuối thì mới được. Phải buộc làm là nó bị cháy đấy cô nhỉ? Cháy. Như cái chả xương sông này với cả cái chả miếng không kia thì giá thành nó cũng như nhau đâu đúng không cô? Vâng. Rồi, không có chỗ để đá rồi. Ông kia ông vứt hai túi ở dưới kia ông đi rồi. Chỗ của đá gọi chỗ bảo ông lấy lại. Chỗ này có khi là các cô ngồi đây chỉ hơn 1 mét vuông đấy cô nhỉ? Được cái là rất là sạch sẽ mà gọn gàng. Vách alu này nhìn rất là sạch sẽ. Mà ngồi đây cháu thấy là cũng không bị nóng nhé cô nhá. Không, mát. Ngồi mát, trên kia có một cái quạt thôi nhưng mà rất là mát. Cô làm gần 3 năm này. Gần 3 năm ạ? À? Dạ. Còn cô trong là... Dạ, làm... cô mới làm. À thế ạ? À? Vâng. Cái chả này của cô nó to này, kẹp được 2. Cho thấy nhiều nhà làm to hơn mọi hàng. Đúng không? Cho thấy nhiều nhà làm thì bé hơn. Và cái khoảng cái nẹp tre nó dài này nó phải làm được đến 3 cái. Làm 2 cái nướng cho nó dễ. Vâng, đúng rồi. Nó không bị dài quá, nó lòi ra khỏi than đúng không cô? Đúng rồi. Cô, cái dây buộc này... Hơi cho tay tái đi thì mình mới buộc được. Dạ. Còn tươi quá mình không buộc được. Nó đứt. Tay tái như này thì mình buộc nó dai. Vâng, đúng rồi ạ. Các bạn thấy là nhà chú ở đây rất là chật luôn, ngang thì khoảng hơn 2 mét, có khi là chưa đến 3 mét.
bạn nào mà ở mà rộng quen rồi các bạn sẽ cảm thấy nó có một cái gì là rất là khó chịu với cả bức bí đúng không? Nói chung là ở đây thì đúng là tấc đất tấc vàng các bạn ạ. Cái đường Bạch Mai này nó là đường phố vàng Hà Nội. Ê các em đang làm gì đây? Em đang chuẩn bị bóc ớt để bán hàng sáng. À, cái này là cái để đựng tỏi ớt đấy hả em? Nhìn xinh đấy. Những cái giỏ mây che đan này rất là đẹp. Còn cái này thì là để làm cái mẹt bún đấy đúng không? Em cho vào túi này để bán ship đây đúng không? Đúng rồi. Ôi nhưng mà sao nhiều tỏi này hả? Cái này cho mấy suất? 2-3 suất. 2-3 suất à? Vâng. À, thế những cái túi một suất mình phải làm cái túi riêng nhé đúng không? Đầy căng. À, ui dồi ớt nhiều thế nhỉ? Ớt này thì anh ăn một suất là phải cho anh cái túi này mới đủ. À, mình xuống đấy mình xem chú Trung chú làm gì ở dưới này. Chật quá chú ơi. Một lúc là quen cháu ạ. Ôi cháu nói thật với chú mà à, anh nào mà sống ở quê mà đất rộng mà vào nhà chú ấy là chỉ sợ say là va đầu vào tường. Nhưng mà cháu ấy bé bé hạt tiêu ấy. Bé đúng là bé thật nhưng, đấy. Bé hạt tiêu bé nhưng mà cái công năng của nó rất là tốt ấy. Cháu công nhận là như thế. Nhà đây mình là chú Trung ở là từ xưa đến nay thế ạ? À? Chú ở từ xưa đến nay rồi. Chú ở từ 5 năm mấy đến giờ rồi. Cứ vẫn cứ ở đây. Vâng, thế mình bán hàng tầng 1, tầng 2 như thế còn tầng 3 mình ở chú? Tầng 3 vẫn bán hàng. 3 bán hàng. Tầng 3 chú rộng hơn tầng 2 này. Thế à? Ơ sao nó lại mở rộng được sang bên kia chú? Bởi vì nó ra qua cái ngõ bên cạnh này. À, bên cạnh nhà mình có cái ngõ. Có cái ngõ thì lại trồng lên nóc cái ngõ đấy luôn. Trồng lên ngõ luôn. Thế thì về lịch sử hình thành của nó thì như nào chú Trung nhỉ? Lịch sử hình thành thì là cái nhà này nó là một. Thế xong rồi con cái lớn lên thì đông anh em. Vâng. Tức là mình ngăn ra, chia ra. À, thế ngày xưa mới cả cái ngõ này là một mảnh đất đúng không? Là một mảnh đất luôn. Xong bắt đầu về sau mới chia ra thì có những cái nhà nữa ở tiếp bên trong. Đúng rồi. Thì mình sẽ phải làm một cái ngõ như thế. Đúng rồi. À, rồi. À. Thế là ngăn ra đông anh em mà cứ chia ra mỗi người một gian. Ấy thế mà ngày xưa mà không có cái ngõ đấy mà làm một nhà thì cũng... Rộng lắm. Vâng. 150m2 cơ mà cháu. 150m2 ạ? Ừ. Thế là ngoài cái bề ngang của cái ngõ ra thì có nhà nào khác bên cạnh ngày xưa cùng là mảnh đất này không ạ? Có, à. Anh em mà toàn anh em là nó kiểu như là tập thể gia đình đấy. Đây em là miếng. Chả miếng, chú pha ra làm chả miếng. Thịt ba chỉ đấy, thịt dọi hoặc là gọi là gối cũng được. Đấy, bún chả là phải cái thịt này cơ. Ngoài thịt này ra là không làm được. Nhà chú làm nó phải đúng chủng loại. Chú bán ngày hôm nay, ngày hôm nay là phải hết. Phải hết chỗ này? Phải hết chỗ này. Vâng, đây là bao nhiêu cân hả chú? Nó phải tầm mười mấy cân rồi. Mười mấy cân. Người ta giao cho chú mình. Nhưng mà phải giao đúng chủng loại. Khác là không được vì chú nhìn chú biết luôn. Nó có cả mỡ, nó có cả mỡ là lạc. À, ai mà thi ăn mỡ là lấy cái miếng này. Đấy đúng rồi. Đây là ba chỉ này. Vâng. Đây là có rắc thêm ít mỡ một tí nhưng mà có nhiều người thích ăn mỡ. Vâng đúng rồi. Có nhiều người thích ăn mỡ, mỡ mới ngon cơ. Như cháu đây chẳng hạn là cháu thi ăn mỡ đấy. Mỡ nó mới béo béo chú ạ. Nó mới giòn. Ăn nạc thì nướng lên nó sẽ hơi khô. Nó khô không ngon đâu. Vâng. Đây đây là chú pha ra từng khẩu rồi. Thế cho vào máy thì là nó thái theo đúng ý mình. Đúng. Ví dụ này nhá, một miếng nó thái này đúng ý mình. Đấy. Đúng rồi, mình pha theo khẩu độ. Có hàng rồi Tôn ơi. Ờ, chú em ở trên chú xuống rồi bắt đầu chú mang lên chú thái. Ở đây chú Trung có nhiều nhân viên không? Độ khoảng 7-8 nhân viên. Thế nhà chật này 7-8 nhân viên đứng đâu hết được? Thì giải ra chú ngồi bán hàng này xong là một người một nhân viên phụ một nhân viên quạt sơ đến là ba rồi trên này hai cơ chế là 5 rồi còn phục vụ nữa còn phục vụ ở đây bốc bún rau nên là cho khách mang về. À vâng. Vậy 7-8 người đi. Đầy rồi đó các bạn. Máy mình để trên này em. Vâng. Ui, cổ tàng dốc thế. À, lên đây có vẻ là rộng hơn bên dưới nhỉ? Ờ, cái này rộng hơn anh ạ. À, đây không gian đây, lên đây cảm giác như là nó thoáng hơn này. Vâng. À, thoáng hơn, anh ra đây nhìn cái nhá. Trên này thoáng, nhìn nó sạch sẽ, để được hai cái hàng bàn. À. Đây là cây đa. À, cây đa. Đây gọi là bún chả gốc đa các bạn ạ. Mở cửa ra cái thoáng, gió mát nó lùa vào.
bật đèn đi cho đầy đủ. À, công tắc đèn đấy ạ. Ừ, công tắc lại lần ở đấy. Là cháu nhân tưởng viên. Chú lấy cái que chú chọc chuột. Không phải, nó xa chú không với được, chú phải dùng mẹo. Không gian, diện tích là mình sử dụng hết, không bỏ một, đi đâu một cái gì. Chú Trung là bây giờ là gian ở đây là chú ở với ai? Nhà ở đây? Chú ở mình thôi. Chú ở một mình ạ? À? Thế còn mình... con trai của chú thì ở chỗ nào? Đứa con út chú với cả cô thì sang bên Đông Anh, bên Đông Anh chú còn một nhà nữa mà. Thì... con cả chú ở trên tầng thượng, tầng Huân ấy. Anh giao cho nó cửa hàng này, nó lối nghiệp là Huân ấy. Vâng. Thì là em nó còn cày cấy thêm cả trên diện sân soạn thì hàng bông. Còn đây là nhà gốc. Nguyên vật liệu là chú sẽ làm ở đây đúng không? Mình làm cả ba nơi, có ba cơ sở. Vâng. Ba nơi làm mô hình như nhau. Thịt, bún, rau, một nhà hàng giao tất cả ba nơi. Đây là gốc, chú bán ngồi đây chú bán 35 năm nay rồi. Thì đương nhiên là toàn là khách quen mà. Cái thời Covid đấy không cho ăn trong nhà nhưng mà chỉ cho bán mang về thôi, ship đến đồng một xếp hàng. Chú là chú giữ làm sao được cái bún chả Hà Nội xưa, chất lượng là phải đảm bảo số 1. Cái thứ hai là vệ sinh sạch sẽ. Cháu thấy đấy, thịt nhớ chú rửa xong chú còn phải lấy khăn cho chú thấm, thấm khô mới pha ra để đi thái. Và từ A đến Z, từ cái rửa rau, nhặt rau, rồi là bốc bún, gì là phải làm cẩn thận. Đấy. Chú Trung là ở đây là có tổng bao nhiêu bàn ăn? Cả trên, cả dưới thì là bao nhiêu? Không. Nếu như mà chú hết công lăng của chú phải được 40 khách. À, bây giờ mình mới vào gia vị cô nhỉ? Đây là nước hàng. Đây là nước hàng. Cái món nước hàng này là chú Trương đấy, tay chú Trương đấy. À, không phải đi mua ở đâu cả. Chú là người trực tiếp trưng nước hàng. Làm nó dễ hơn, nhưng mua ngoài lắm lúc là nó thấy lọ thấy kia mình lại không biết rồi. Cái nước hàng này của chú, ngoài chú trưng ra không ai trưng được. Cái gì thì cái riêng cái chả miếng này của chú có thể chú nói tự hào là số 1 Hà Nội. Ngày xưa bà đẻ ra chú đấy còn nói này, chả biết nói. Thế bây giờ con bảo coi như là ý là như thế nào. Khách ăn, khách khen ngon. Đấy vâng. Chả biết nói con gì nữa. Ăn phải thốt lên đấy đúng không? Phải thốt lên, quá ngon. Ví dụ như thế. Vâng. Đấy gọi là chả biết nói. Đổi em cũng nghĩ khác, chả biết nói, tuy nhiên chả biết nói gì, chỉ biết ăn. Nhưng mà anh ăn xong anh bảo, ủa chả của ông ngon thế. Đấy là chả nói còn gì nữa. Vâng. Mình phải ăn để mình kiểm tra được chất lượng, kiểm tra được cái nó chứ không phải là không đâu. Cái này nó là thường xuyên, không thể anh bỏ bê được. Vâng. Vì nó làm miếng ăn. Bắt đầu là bà là bán từ năm 46 ấy. Từ năm 46, từ trên Lạng Sơn, chợ Kỳ Lừa ấy. Thế vâng. Sau đó đấy thì là ông bị Pháp nó bắt. Vâng. Nó nghĩ là hoạt động cách mạng mà. Vâng. Bị Pháp nó bắt nó đưa về Hà Nội. À thế ạ. Thế là năm 52 thì bà mới từ Lạng Sơn bắt. Bà về Hà Nội theo vâng. Ông thì là mới là ở Hà Nội vâng. Đấy thì sau đấy thì lại bán bún chả ở đây vâng. Bán bún chả ở đây thì là năm 57 chú mới sinh ra mà bà vẫn bán liên tục cho đến giờ hay là cũng ngắt quãng một thời gian lâu chú mới gây dựng lại ngắt quãng bởi vì là thế này lúc ấy đất nước mình còn chiến tranh chống Mỹ không vâng. Thế đâm ra là đi sơ tán rồi loạn lạc lúc thì bán lúc thì nghỉ xong vâng. Rồi là nó nhiều cái lịch sử nó để lại. Mình nói liên tục thì không được. Nó là ngắt quãng. Đấy. Xong trước khi bà mất thì bà đang bán bún chả. À thế hả? Bà bảo chú là mẹ mất thì con lại theo nghề con bán. Đấy. À, bà căn dặn chú thì là chú mới bán nối theo bà luôn. Chú bán nối theo bà bởi vì chú là người làm mấy bà. Vâng. Thế cho nên là chú biết làm. Vâng. Thế là cứ thế chú làm và chú duy trì và chú phát huy đến giờ. À, chú cho cháu hỏi nhé, cái vị bún chả của chú bây giờ thì là nó có phải cái vị của bà ngày xưa không? Hay là chú cũng có thay đổi để phù hợp với cả cái từ bây giờ đó? Cái vị bún chả của chú bây giờ y như bà ngày xưa. À. Nó gọi là bún chả xưa mà. Thế đâm ra là chú phải làm sao đúng như bà. Ngay cái nước hàng này bà cũng dạy chú làm chứ. Thế à? Bà dạy chú chưng chứ, chú mới biết chưng chứ. Vâng. Cho nên là cái nước hàng này ướp vào cái chả miếng này này. Khi quạt lên thì cái hương vị nó như ngày xưa của bà. À, đấy. Đấy. Đấy, chú theo gia truyền mà. Vâng. Thì chú trưng cái nước hàng này là bà dạy chú. Vâng. Bà dạy chú là chú làm chú đến bây giờ. Tất nhiên là quá trình chú làm chú cũng có chỉnh chu để vâng. Cho nó thích ứng, nó phù hợp với cái thời đại bây giờ. Vâng. Nhưng cái gốc thì vẫn là của ngày xưa. Vâng. Không thể bỏ được. Ui, em nói đúng không?
Cẩn thận nhá. Hơi chậm một tí nhá. Nó phải có võ mới bê được đấy. Dắt thịt vào đúng không? Chỗ này là em nướng sơ thôi đúng không? Cho xe đẹp mặt thịt thôi. Đấy, bao giờ cũng thế các bạn, là nướng bao giờ cũng phải nướng hai lửa. Lửa đầu tiên là để cho nó xe xe lại, nó gần chín khoảng 70-80% nhá. Sau đấy thì tí nước khách ăn thì mình nướng chín hẳn. Cái miếng chả que tre nhìn rất là ngon luôn này. À, thế còn cái chả que tre thịt miếng của em chưa có ở đây à? Chưa. Lát nữa mới là sơ chế xong anh. Vâng. Đây là giấm hả em? Ừ. Nước mắm thì nguyên chất luôn, không khách tự pha. Cũng pha sẵn rồi còn đem thêm để cho khách ăn chua thì. Thì một cái hộp này cũng nhiều giấm nhỉ? Hộp này ba suất. Thế anh mua một suất thì em cũng đưa cho anh hộp này ạ. Cỡ này mọi chỗ nó ít hơn. Ờ, rồi. Chú cho cháu hai suất đầy đủ nhá. Mấy cả? Hai đầy đủ, hai bánh tôm, hai lem nhá. Vâng, chú cho cháu hết đồ của mình đi. Đầy đủ xem. Dạ vâng, vâng, ok chú. Đi, anh em mình lên đi. Lên mình ăn luôn, bởi vì là chỗ này nó hơi khác so với cả cái quán ăn khác, là điểm của chú nó cũng hơi chật ấy. Đấy, mình sợ là nó hết chỗ. Đây anh ở đây, anh em mình ngồi bàn xong rồi. Đấy, mình ngồi bàn này vì trên kia nó hơi có ánh sáng ấy, thì quay nó sẽ không được đẹp lắm. Cái đĩa bánh tôm này bao nhiêu hả em? Dạ, bên em là 25.000 một chiếc. 25.000 một chiếc bánh tôm à? Dạ. Còn nem này thì bao nhiêu? Nem cũng 25.000. Nem 25.000, dạ. Suất lại thì 60.000 này. 20. À. Rồi. Rồi ok, anh cảm ơn nhá. Mình gọi đầy đủ thôi. Bún chả thì cũng không có nhiều cái sự lựa chọn nhiều lắm. Nhưng ở đây thì có cái bánh tôm, mình thấy là nó cũng khá là đặc biệt so với những cái nơi bánh tôm mà mình ăn, là người ta để một cái lát khoai lang ở trên này. Có lẽ rằng ăn nó sẽ có hơi có vị ngọt của khoai lang một tí. 25.000 một chiếc bánh tôm này mình thấy giá rồi thì nó cũng bình thường. Nhưng mà một quán bún chả mà bán bánh tôm thì cũng không nhiều lắm đúng không các bạn nhỉ? Đây, mình cùng xem vào cái suất ăn của mình các bạn nhé. Đây, cái suất bún chả 60.000 của mình đấy các bạn. Nói chung là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, thì với cái giá 65 này thì có thể sẽ nhiều bạn sẽ bảo là hơi cao một tí. Nhà so là những cái quán mà lâu đời rồi ăn nó ngon ngon ấy, thì các bạn sẽ thấy hầu hết nó tầm 50-60 cả thôi. Còn về cái số lượng thịt ở đây thì mình thấy là nó cũng khá là phù hợp với cả cái mức giá. Cũng đầy đặn một bát, cũng rất là nhiều thịt. Bên trong là mình gọi lẫn là có ba loại chả, chả miếng này, chả xương sông với cả chả băm này. Đó, miếng chả thì cũng ok, vừa phải, to to. Miếng là to to. Cái thịt miếng này thì hơi mỏng một tí. Đặc biệt là mình rất là thích ăn cái chả que tre này. Lý do chắc là một lần mình cũng nói cả các bạn rồi. Cái bún chả que tre thì cái ngon nằm ở cái là nó có phần cháy và cái phần không cháy, lửa không chạm tới này các bạn này. Thì ăn nó sẽ cho mình ra hai cái cảm giác. Một cảm giác mềm mềm của cái phần thịt chưa cháy này, nhưng mà một phần lại rất là thơm ngon của cái phần chả cháy này. Đó, đấy là cái sự khác biệt của bún chả que tre. Ok, được rồi. Có một điều mà trước khi đến đây thì mình được chia sẻ lại rất là nhiều là cái nước bún chả ở đây rất ngon. Nước bún chả ở đây rất là ngon. Đó. Nước trong veo luôn, giờ nó cũng chưa có bị thấm ra những cái màu của thịt cháy. Nước trong veo.
Thực sự là nước rất là ngon luôn các bạn. Pha rất là hài hòa, không ngửi thấy mùi mắm, không lộ vị mùi giấm. Chua ngọt mặn thì rất là cân đối luôn, vừa phải, không quá đậm. Ngon lắm. Thế những miếng thịt ở đây thì chú Trung chú làm, chú Thái rất là mỏng, thái máy rất đều. Hôm nay tự nhiên thế nào mà hôm nay đói thế chứ lại. Thế lắm lúc là nhìn bún chả người ta làm các bạn ạ, nhìn mình đã thấy đói. Đặc biệt là khi nhìn cái miếng chả mà mỡ nó cứ xèo xèo, nó bốc khói lên ngon. Bạn nào mà sợ cái hội chứng không gian hẹp chắc là các bạn sẽ không thích vào đây. Trong tất cả các quán bún chả mà mình ăn nên mình thấy quán này là chật nhất, nhưng mà lại cảm thấy là ấm cúng. Chả miếng ở đây ăn rất là ngon các bạn. Chú ấy làm mỏng, ăn nó dậy, nó thơm. Nó mỏng, ăn những cái phần này nó rất là thơm luôn này. Giòn giòn, nó hơi rắn rắn như kiểu là mình ăn tóc mỡ. Nó ăn phần giữa này nó mềm. Miếng mỏng này làm rất ngon luôn. Miếng chả này thì ăn khá là ngon. Chú xay thì nó cũng tương đối nhuyễn, chứ không phải là xay để cho cái miếng to đâu. Ăn thì cảm nhận được là cái phần bên ngoài nó rất là nhiều. Chú nướng nó cũng khá là già, ăn nó hơi rắn rắn. Nó dậy cái vị thơm của nướng. Bên trong cho nhiều hành, ăn cảm nhận được cả cái độ ngọt của hành nữa này. Đây chú cho vào cái chủ làm này nhìn rất là hay. Rất là hay mà cảm giác nó truyền thống các bạn. Hơi cầu kỳ một tí đúng không? Nó khác biệt. Có cả mắm này. Mắm để cho các bạn cho thêm vào, nhưng mà mình thấy cái vị này thì vừa rồi. Giấm này. Giấm nguyên chất, không có ớt tỏi gì cả. Ăn cái chả này của chú cũng ngon này, không khô. Bên ngoài thì dai dai của lá lốt thôi, của lá xương sông thôi. Cũng vị thì cũng vừa vặn, nói chung là không nhạt, không đậm. Còn đặc biệt thì nó cũng không phải là đặc biệt lắm. Và mình cảm nhận là bên trong nó nhiều hành, ăn nó dễ ăn. Có bạn thì sẽ thích là nó sẽ có thêm một chút mỡ nữa để ăn cho nó có cái độ, tăng cái độ béo lên một tí. Mời các bạn nha. Mình ăn từ nãy đến giờ, nếu như các bạn để ý, các bạn sẽ thấy có một thứ đặc biệt ở đây ấy. Đấy chính là cái nước dùng này. Ăn một lúc rồi, nhưng cái màu nướng này nó không phai ra cái nước này nhiều lắm. Cái này là lý do là nướng này nó đều và nó tới này các bạn này. Nên nướng nếu mà nó cháy, nó để cái phần cháy nó nhiều ấy, thì khi mà nó phai ra đây,
ăn về cơ bản thì nó có thêm cái vị đấy, nó cũng thơm và ngon hơn. Nhưng ở đây là chú ý nướng nó vừa tới, nó chạm cháy. Có những cái mép nó chạm cháy thôi. Nhưng nó không cháy nhiều nên là các bạn nhìn nước gần như là nó không thay đổi quá nhiều so với ban đầu, đúng không? Đó. Này, mình thử ăn cái. Ở đây chú có mấy món mà. À, mình ăn hết luôn. Lần đầu tiên ăn cái bánh tôm mà nó lại có khoai lang này. Ăn cái này nó hơi có vị là lạ nhá. Tôm thì khá là tươi. Cái khoai lang này thì nó không ngọt lắm. Ăn vào nó tăng thêm cái độ bùi của cho cái phần bánh tôm này. Cái phần bột này thì chú đã chiên, nó đã kiểu nó đã chắc chắc lên rồi. Ăn có thêm cái khoai này. Về cảm nhận thịt tôm thì do là chú ý làm cái này là cái bột chú chiên nó già và nó săn săn lại rồi, cộng thêm cái khoai này nên nó giảm bớt cái cảm nhận về khi mà nhai vào cái phần thịt tôm này. Ăn thì có đôi chút cái hương vị của khoai lang, gần như khoai lang này ăn khá là nhạt. Tôm thì khá là tươi chắc. Ở đây chú không có tương ớt thì đồng nghĩa với việc là cái này mình sẽ ăn kèm với cả cái món bún chả của mình. Cái bún chả này thì nó cũng hơi ngọt ngọt, xong thêm cái khoai lang này nó cũng có cái độ ngọt tương đồng. Ăn vào nó không bị kiểu lạc cái vị đi. Mình thấy là nó cũng khá là hợp. Còn cái này mình chưa ăn này. Đó. Món cuối cùng ăn kèm luôn xem nào. Bên trong cái màu này là màu của cà rốt này. Nói chung cái lượng thịt nó cũng không nhiều. Ở giữa có thịt tôm. Vị hải sản thì khá là rõ đấy. Đây là cua. Nhân hải sản thì không bị ướt, không bị nát, khá là khô. Bên trong thì có nhiều miến. Miến thì mềm, không cứng và sợi miến khá là bé. Không bị cảm giác là nó cứng sợi miến thì ăn nó không khó chịu. Bên trong này có chút cà rốt này. Cà rốt thái rất là mỏng. Thái rất là mỏng. Tất cả mọi thứ ở trong này làm mỏng, bé. Ăn cảm thấy là mềm, không bị cứng cái miếng nem. Cái hương hải sản thì khá là đậm vị. Cảm nhận được rất là nhiều cái hương cua ở trong này. Quán người ta đề co cũng khá là truyền thống. Sử dụng nhiều cái vật liệu là tre trúc. Tạo ra cái cảm giác là thân thiện. Cổ truyền. Rất là hay. Nói chung là cái ý tưởng đề co quán người ta cũng chăm chút. Làm như này thì cái rửa giếc hàng ngày nó sẽ mất thời gian, bất tiện hơn một tí. Nhưng mà về hình thức thì nó đẹp lên rất nhiều. Rồi thì cũng được. Nếu mà sang điểm 10 thì đây khoảng 8 cộng đến 9. Tại vì nó có cái gì nó đặc biệt lắm. Thằng khác mà mình chưa biết được. Cái hay của nó là với miếng nướng chả nó thái mỏng, giòn giòn, dai dai. Nếu nướng đoạn bì với cả mỡ thì nó hơi dai dai, còn không đoạn thịt thì nó về cái nước ấy thì anh thấy nó khác hẳn chỗ nước chỗ khác. Ví dụ như chỗ khác nó thiên về chua, cái này là phảng phất vị chua, hơi chua chua nhưng vẫn có vị mặn đậm của gia vị hoặc là nước mắm. Đây là thịt băm này, có cả hành, như hành nếu không nhầm là hành tây vậy, có hành lá cũng có, hành tây cũng có, hay là game thân của cây hành. Hành khô anh ạ. Hành khô ở đây người ta không sử dụng hành tây. Thế bảo là chưa biết là gì, nhưng hành lá có, hành thân hành. Anh ăn bún chả bây giờ là cái này là anh được một cái đúng không? Đúng rồi anh. Lấy hai cái được không? Được anh. À được à? Đây của anh cái, của em cái. Của anh chỗ sờ, chỗ sờ vào được đúng sờ. À đây, 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 anh sờ đi. Cho chú xin cái điện thoại. Chị ơi, bảo mình vào trong quầy gọi đồ ạ. Đấy, chú Trung là năm nay là chú cũng gần 70 rồi các bạn ạ. Nhưng mà nhìn chú như là 50 ấy. 67 rồi. Vâng. Thế chắc cháu ăn bún chả nhiều nên là trẻ ra không chứ nhỉ? Không phải đâu. Chú người thì nhiều khói này, có nhiều vitamin. À.
Chú nói thế là nhiều người là bắt chiếc thì khói chết. Cái đứng sau ô tô mà ngửi thì chết dở. Không, khói phải lại là khói bún chả cơ. Thế phải nói rõ. Nói chung nhờ. Ngày xưa bà bảo là có cái ông cứ đứng ông nhìn ông xem bà quạt chả. Bà bảo ông cho ông xem nó thì trả tiền đấy. À. Vâng. Ông chú cần văn chú ra ngoài chơi kem một cái. Bà chỉ nghe tiếng tiền thôi. Tôi ngửi khói thì bà chỉ nghe tiếng tiền thôi. Đấy, các cụ ngày xưa các cụ rất là văn hóa, văn minh. Vâng. Con đây có chả băm thường chưa? Cho bác ở đây. Cho bác băm thường ở đây con ơi. Có băm thường chưa? Có rồi bác ơi. Cho ra đây nhanh. Đây, trong này có một lớn thường không? Một lấy thường đây rồi, đây lấy thường có đây xong rồi con ơi. Ừ. Rồi rồi. Một trẻ 38 này. Một suất là gì đấy? Đầy đủ. Đầy đủ có luôn. Xong rồi con ơi. Giờ này là chú Trung là chỉ có nhiệm vụ là nướng chả thôi đúng không? Đúng rồi, chú chỉ nướng chả thôi. Vâng. Lúc nãy là nướng lần một, bây giờ là tất cả chuyển hết ra đây để cho. Đây là nướng chín. Vâng. Đây là nướng chín. Đấy, nhìn nướng chả nướng que tre sau khi ra sản phẩm thì ngon nhất. Đúng rồi. Xong rồi đấy con ơi. Vâng. Nướng chả đây con em ơi. Cái chả này chú nướng nhanh đúng không? Nướng nhanh mà, chú nướng nhanh, nó mỏng. Chú sơ rồi. Xuất là một thanh nhỉ? Mỗi chút xuất là hai thanh. Hai thanh hả? Ừ. Ờ. Thì con dẫn xe cho khách đi. Đây số này là cũng 60 đúng không chú? Đấy, 60 đấy. Là hầu hết khách vào đây là 60 là bình quân chú Trung nhỉ? Bình quân là 60. Ừ. Ôi giời, nhìn lúc này nó đang xèo xèo này mà ăn luôn vào. Nó vẫn còn sôi mà. Mỡ nó vẫn còn sôi trên miếng thịt. Ăn thơm lắm. Thơm ngon lắm. Xong rồi con ơi. Đây là một lần thứ sông vừa, một lần thứ sông lớn thôi nhá. Ờ. LDD là gì đấy em? LDD là lấn đầy đủ anh ạ. À, lấn đầy đủ. Thế còn LXS là gì? Lấn xương sông anh ạ. À. Thế lấn đầy đủ cộng này có nghĩa là ăn xuân lớn hơn. À. Rồi. Thực sự là cũng rất là no. Một suất bún chả cộng thêm với cả hai cái nem này cộng thêm với cả cái bánh tôm. À, về cơ bản thì bún chả đây. Ôi nắng quá. Hôm nay nó rất là nắng luôn. Ra nắng nhưng mà mình lại không cảm thấy nó quá nóng vì thời tiết nó cũng khá là dịu. À, về cơ bản thì mình thấy bún chả ở đây đúng thật là ăn rất là ngon. Không hề quá lời tí nào. Nước bún chả rất ngon luôn các bạn. Rất là đều cân đối. Chua, ngọt, mặn, không lộ giấm, không lộ đường, không lộ mắm. Hương vị rất là hòa quyện vào nhau. Đặc biệt có một cái mà mình thấy ở đây nó khác so với cả những nơi khác mà mình để ý ở các cái bát mà khách hàng ăn xung quanh ý, là cái chả ăn một lúc nhưng mà nó không bị phai cái màu nướng ra, nó không bị phai cái màu nướng ra cái bát nước ấy. Đây là do chú rất là để tâm vào cái việc là chú nướng làm sao cho nó vừa tới nhưng mà nó không cháy nhiều. Thực ra thì cháy thêm một tí nữa thì mình ăn mình cũng cảm thấy ngon thôi. Nhưng mà về vấn đề sức khỏe ấy, thì nhiều bạn sẽ quan tâm đến hơn. À, nhưng mà để được như thế thì cái việc mà để tâm vào cái việc nướng chả nó phải rất là nhiều thì nó mới được ra đều và nó không bị cháy như thế. À, còn đối với cả cái bánh tôm ấy, thì mình thấy bánh tôm ở đây thì người ta làm nó cũng có cái chủ đích để ăn với cả cái bún chả. Không có cái gì chấm kèm với cả bánh tôm cả. Nhưng mà khi mà cho vào bún chả ấy, thì mình thấy là nó khá hài hòa với cả cái phần nước. Vì bánh tôm nó có cái độ ngọt tương đồng và nó làm bằng cái bột khoai ấy. Khi mà ăn vào nó cũng khá là dễ ăn, nó không bị kiểu như là nó khác vị đi, ăn cảm thấy nó khó chịu. Còn đối với cả các loại chả ở đây thì mình rất là thích cái chả miếng. Chả miếng thì như mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, mình rất là thích ăn cái chả que tre. Chắc chắn mà bao giờ nó ngon hơn là ăn cái chả vỉ kia. Bởi vì nó cho ra rất là nhiều cái cảm giác khi ăn.
từ cái giòn giòn, từ cái thơm thơm cho đến từ cái mềm mềm của cái miếng thịt khi mà chưa cháy. Còn đối với cả cái chả băm ấy, mình nói về chả băm ở đây thì nói chung là mình thấy ăn là nó cũng ngon, nói chung nó không đặc biệt thôi, nó không đặc biệt thôi, còn ăn thì nó cũng ngon. Nói chung theo cá nhân mình đánh giá đây là một món chả ăn rất là ngon đấy các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.